Chưa hẳn là một tình huống tấn công rồi của đội trưởng Mariano Abigan đã tấn công rất mạnh lạc. Chính như vậy mà họ đã có được một thế trận ăn miếng trả. Bóng trong sân. Đập bóng rất hay. Tình huống gọi là đập bóng quyết đoán. Icon 22-24. Cơ hội lại mở ra với Philippines. Họ có 2 điểm. Tấn công vào vị trí của libero Kumei như cách mà đội Philippines đã từng làm được trong hiệp đấu đầu tiên. Pablo đã bật rất cao và đập bóng cắm của số 19. Có một sự trái ngược đầu tiên với tình huống lượn ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đội tuyển Philippines đã được cải thiện rất nhiều trong những ngày đấu đã qua, và mặc dù cho những việc triển khai là không quá đa dạng và biến hóa, thế nhưng ở góc độ còn lại thì những đang sở hữu một chiến thuật tấn công và đánh bóng ở tầm, cú đánh là chưa đủ lực. Chắn bóng tốt. Đó là tình huống tham gia. Nhưng chị đã không kịp đổ người được phòng thủ. Cơ hội tấn công đã trôi qua với đội tuyển Việt Nam. Ở cửa ly quá gần. Vì vậy mà kênh truyền hai Linh Chi đã không thể phòng. Philippines cũng đang nhập cuộc rất tự tin. Mặc dù đang phải thi đấu với đội trưởng. Nhưng mà thấy là các cầu thủ Philippines cũng chơi rất hay. Các cầu thủ Philippines đang rất lúng túng với những tình huống không chơi bước một. Không thành công. Pha đánh vừa rồi điểm và quyền phát bóng về cho đội tuyển Philippines. 1-2. Không thành công. Khả năng xử lý bước 1 và phòng thủ. Cuối cùng thì đội tuyển Philippines cũng đã cắt được. Bóng tốt. Điểm số dành cho đội tuyển Philippines là tương đối rộng để cho mũi tấn công của đội tuyển Philippines có thể khai thác. Đập bóng tốt. Dù đã rất nỗ lực, thế nhưng libero Phạm Thị Liên đã. Rất tốt. Pha xoay sở và bàn của các cô gái đến từ đội tuyển bên phía Philippines. 20. Với những đánh bóng tốt, một cú đánh trên tầm chắn
của các cầu thủ bất ngờ, vậy nên Thanh Thúy không có được một tình huống bật nhảy đúng lúc.